Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa. Tập 48. Chương 471, Hòa Châu cũng có cố nhân, 1. Trong thành Cảnh Ngọc, một căn tửu lâu, trên bàn bày mấy món ăn, tính không là nhiều, cũng không thể coi là xa hoa. Cũng chỉ bốn người ngồi ở đó, Lưu quận trưởng, phụ tá đi theo hắn từ Giật Châu tới, còn có Tống Du, Thư Nhất Phàm, Tam Hoa Nương Nương tuy là mèo con, nhưng cũng không có bị khinh thị, cũng được lên bàn. 4 năm không gặp, phong thái của tiên sinh vẫn như cũ hơn người a. Lưu quận trưởng giơ ly rượu lên, có chút cảm khái, Lưu mỗ trước kính tiên sinh một chén. Quận trưởng không cần phải khách khí, Tống Du cũng theo nâng chén, nhìn về phía vị quận trưởng này. Lúc trước ở Giật Đô lúc, cùng Lưu Chi huyện kỳ thật số lần gặp mặt cũng không nhiều, bây giờ còn kém mấy tháng, thời gian 4 năm đã trôi qua. Việc nhớ tới tự nhiên khó khăn, tuy nhiên sau khi gặp mặt, ngược lại là rất nhanh liên tưởng tới dung mạo của Lưu Chi huyện lúc trước. Lưu quận trưởng trước mặt vẫn thấp bé như ngày thường, tuy nhiên so với năm đó, khuôn mặt lại rõ ràng già nua không ít, cũng nhiều một chút gian nan vất vả. Tiên sinh một đường phong trần, chiếu cố trảm yêu trừ ma, nhất định có nhiều mệt nhọc, mời mau dùng bữa, mời mau dùng bữa. Hòa Châu so với Giật Châu giàu có không bằng, người Hòa Châu cũng không thể ăn như người Giật Châu, thêm nữa bây giờ thời thế bất lợi, trước có chiến loạn, sau có yêu ma, năm ngoái còn gặp đại hạn hán, năm nay cũng không coi là có nhiều mưa, trong lúc vội vàng cũng không có cách nào hảo hảo chiêu đãi tiên sinh. Phụ tá cũng ở bên cạnh nói, tư thế rất khiêm tốn, tuy nhiên thức ăn Hòa Châu dù thô kệch, nhưng cũng có chút hương vị đặc biệt, cũng mời tiên sinh nếm thử. Hai vị thực tế không cần phải khách khí, Tống Du nhìn về phía mấy món ăn trên bàn. Bên này xác thực cằn cỗi, kém xa Giật Đô phồn hoa, hôm nay cũng vội vàng, tuy nhiên quận trưởng dùng đồ ăn để đãi khách, tất nhiên tính không phải keo kiệt. Bắt mắt nhất chính là nồi đồ ăn lớn ở chính giữa, dưới đáy là thịt dê hầm đến mềm, bên trên phủ kín một lớp mì. Thịt dê Hòa Châu chất lượng vô cùng tốt, mùi thịt tỏa bốn phía, mì thấm đẫm nước hầm canh, nghĩ đến hương vị cũng sẽ rất ngon. Đã là cố nhân, Tống Du cũng không khách khí, trước tiên lấy mì ở bên trên xuống, đặt ở trong chén của mình, sau đó từ dưới đáy gắp đến một miếng thịt dê lớn. Thịt dê mềm mại, lúc gắp lên, ở trên chiếc đũa đều đang run, chất thịt sợi từng rõ ràng. Nước dùng suýt chút nữa đã nhỏ xuống, một miếng này đặt vào trong chén của Tam Hoa Nương Nương. Năm đó chia tay với tiên sinh, vốn cho rằng đời này khó gặp lại nhau, lại không nghĩ rằng còn có ngày gặp lại, cũng không nghĩ tới sẽ là gặp nhau ở chỗ này. Lưu quận trưởng khi đang nói chuyện trong lòng cũng tràn ngập cảm xúc, Lưu mỗ đã nghe nói về sự tình của tiên sinh tại Hòa Châu. Tiên sinh quả thật là thần tiên cao nhân, thật là làm cho ta bội phục không thôi. Chỉ là tiện đường, tiện tay mà làm. Câu tiện tay mà làm này của tiên sinh cũng không biết cứu bao nhiêu bách tính Hòa Châu à. Người đại yến giao lưu thật sự là khách khí không thôi, có nhiều khách sáo, Tống Du lắc đầu. Cúi đầu nếm một ngụm thịt dê đắp lên bên trên mì, sau đó lại hỏi, ngược lại là quận trưởng, như thế nào đến nơi đây? Nói đến vẫn là nhờ phúc của tiên sinh. Lưu quận trưởng nghiêng người hồi đáp, lúc trước được sự giúp đỡ của tiên sinh, Lưu mỗ đầu tiên là phá được một án tặc nhân đào đất, quý nhân trong thành đều rất vui vẻ. Sau đó lại phá được một án của bọn trộm lang thang khắp nơi trên giang hồ, nhóm kẻ lừa đảo này đi khắp nơi phạm tội. Có liên quan đến vụ án tiền tài cực lớn, khắp nơi đều không có đầu mối, lại phá tại Giật Đô nơi ta quản lý. Thế là ngay khi tiên sinh rời đi không lâu sau, ta nhận được một tờ điều lệnh trong kinh điều đến phủ quận này, đảm nhiệm chức quận trưởng. Thì ra là thế, từ một chức quan huyện trưởng điều nhiệm một chức quan quận trưởng, thăng được không chậm. Tuy nhiên, mặc dù Giật Đô là thủ phủ của Giật Châu, phổ quận cũng là thủ phủ của Hòa Châu. Nhưng mà Châu cũng có phân chia thượng trung hạ, Giật Châu chính là thiên hạ đệ nhị Châu, Giật Đô cũng là thiên hạ đệ tam thành. Hòa Châu dù sản xuất ngũ cốc, tuy nhiên cho tới nay là không so được với Giật Châu phồn hoa, sau đại chiến phương Bắc, càng là yêu ma tàn phá bừa bãi. Có địa phương yêu ma thậm chí có can đảm nuốt ăn mệnh quan triều đình, đảm nhiệm quận trưởng phổ quận, cũng chưa chắc hoàn toàn là tốt. Bên trên đem hắn điều đến đây,
ngoại trừ liên tiếp phá được đại án, một án chiếm được sự hài lòng của quý nhân thành Giật Châu, một án đem quan huyện các châu nhiều nơi bị hạ thấp đi. Chỉ sợ nguyên nhân ở bên trong cũng có người trong triều cảm thấy hắn am hiểu xử lý những việc như vậy trong tu luyện huyền môn. Nhưng cũng không biết là phúc hay là họa, quận trưởng vất vả. Đảm đương không nổi vất vả, huống hồ vì bách tính làm việc cũng đều là chuyện nên làm. Lưu quận trưởng nói, chỉ là bên này gió lớn một chút. Tại hạ đi tới nơi này, yêu tà ở phủ quận cũng ít hơn so với nơi khác rất nhiều, nghĩ đến đều là công lao của quận trưởng. Ôi, không dám không dám, phủ quận dù sao cũng là thủ phủ của Hòa Châu, lúc đại yến ta chính trực cường thịnh, yêu ma cũng có nhiều thu liễm. Lưu quận trưởng lần nữa nghiêng người nói, mà lại cũng vẫn là nhờ phúc của tiên sinh. Lời này lại là có ý gì? Đầu tiên, lúc Lưu Mỗ vừa đến đã dùng mấy tấm phù lục mà tiên sinh đã tặng, dựa vào phù lục, yêu quỷ khó xâm, Lưu Mỗ bắt đầu xử lý, tự nhiên cũng nhiều thêm mấy phần dũng khí. Lưu quận trưởng nói, thứ hai, Lưu Mỗ trước lúc nhận điều lệnh đến đây nhậm chức, đặc biệt đi một chuyến đến huyện Linh Tuyền, bái phỏng sư môn của tiên sinh. Lưu quận trưởng nói mắt chăm chú nhìn phụ tá bên cạnh. Dường như là do phụ tá đưa ra chủ ý, nhưng có tìm được, may mắn tìm được. Nhìn thấy quán chủ đa hành, Lưu quận trưởng nói, ta hướng quán chủ cầu một kế, nhận được chỉ điểm của quán chủ, mới khiến cho phổ quận sống yên ổn một chút. Chương 472, Hòa Châu cũng có cố nhân, 2. Ồ, Tống Du đến điểm hứng thú, sư môn nghĩ ra gì kế? Quán chủ nói cho Lưu Mỗ biết, muốn trừ yêu, đành phải thỉnh thần linh hạ giới. Lưu quận trưởng lúc này nói đến vẫn như cũ thổn thức không thôi, tựa như chủ ý này lúc trước đối với hắn tạo thành rung động không nhỏ. Quán chủ nói, thần linh hưởng hương hỏa nhân gian liền phải bảo vệ an bình nhân gian, nếu là mất linh thì đem tượng thần đạp nát. A, à, Tống Du không biết nghĩ đến điều gì, lộ ra mấy phần ý cười, lập tức nói, biện pháp này có chút đảm lượng. Lần đầu tiên xác thực thấp thỏm trong lòng, nhưng tiên sinh là bậc cao nhân như thế nào, sư tôn của tiên sinh ra chủ ý, Lưu Mỗ làm sao không tin. Lúc Lưu quận trưởng nói, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần hào khí, sau khi bắt đầu, ta cùng với sư gia cũng không thèm đếm xỉa. Nếu đập tượng thần còn không linh nghiệm, chúng ta sẽ rời bọn họ chuyển ra khỏi thần miếu, đặt ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Đỉnh núi gió thổi, nơi có chút yêu ma làm loạn, thậm chí có bách tính chuyển tượng thần ra, mỗi ngày dùng roi quất, thẳng đến linh nghiệm mới thôi. Quận trưởng thực sự can đảm. Không phải ai cũng có can đảm, nhưng khi thấy nhiều bách tính bị yêu quái ăn thịt, thậm chí ăn để thừa một nửa, chỉ cần là người có lương tâm thì ai cũng sẵn lòng làm điều đó. Lưu quận trưởng thở dài, mà địa phương bị yêu ma mang tai họa đến bách tính đều sống không nổi, lại có chuyện gì là không dám làm. Nghe thấy lời này, Tống Du cũng không khỏi buông đũa xuống, hướng phía hắn chắp tay một cái. Lúc trước Giật Đô Thái Bình phồn hoa, ngay cả một tên tặc nhân trộm nhiều thứ của quý nhân trong thành đều là đại sự. Thật đúng là không nhìn ra vị tri huyện này có bản sự cao như vậy, chỉ biết rằng hắn rất khéo léo trong việc tâng bốc mọi người. Quả nhiên một người như thế nào không thể tách rời khỏi hoàn cảnh môi trường mà hắn ta sống. Không biết tiên sinh đã rời khỏi kinh thành vào lúc nào. Sao năm mới liền đi? Vậy tiên sinh hẳn là không nhìn thấy Du Chi Châu. Du Chi Châu cũng vào kinh, cũng là ngày xuân năm nay nhận lệnh tiến kinh. Lưu quận trưởng hồi đáp, lúc Du Chi Châu nói với ta, tự xưng là được tiên sinh điểm tỉnh, sau đó tại Giật Châu cần cù chăm chỉ, nhận được sự yêu quý rộng rãi của bách tính. Đoạn thời gian trước, ta có nhận được một phong thư tự viết tay của Du Chi Châu gửi đến, nói là mùa hè năm nay, hắn đã một lần nữa bị triệu hồi vào kinh thành, ủy thác trách nhiệm. Trong thư Du Chi Châu còn bày tỏ cảm khái với ta, nói tại Giật Châu mấy năm này còn chưa làm được bao nhiêu việc. Có chút ý tưởng cũng còn chưa có phổ biến ra, lại bị điều đi, không biết Chi Châu mới tới lại là bộ dáng gì. Kia thật sự là không khéo. Đợi đến khi tiên, sinh lần nữa hồi kinh, tất nhiên có thể nhìn thấy Du Chi Châu. Thế là hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện về sự phồn hoa giàu có của Giật Châu. Cũng trò chuyện về yêu ma quỷ quái ở Hòa Châu, trò chuyện về món ăn Giật Châu, cũng trò chuyện về thịt dê Hòa Châu, có chút cảm khái. Thẳng cho đến khi bữa tiệc sắp tàn, Lưu quận trưởng mới lên tiếng, hôm nay tiên sinh vừa tới bản địa, thực tế không tiện quấy rầy nhiều. Liền mời tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai, ta lại đến bái phỏng tiên sinh, mang tiên sinh xem thật kỹ thành cảnh ngọc này. Vậy xin đa tạ quận trưởng, cáo từ.
đi thong thả. Lưu quận trưởng đã sắp xếp hai gian phòng cho bọn hắn ở tửu lâu, cũng không biết dùng tiền của mình hay là tiền của nha môn. Tống Du khách khí vài câu, từ chối không được, cho nên cũng không nói nhiều. Lúc này ăn xong, trực tiếp lên lầu trở về phòng. Kẹt kẹt. Tiểu nhị của tửu lâu mang theo ngọn đèn, đưa bọn hắn đến từng gian phòng, thắp sáng đèn trong phòng, lúc này mới rời đi. Trong phòng cũng tràn ngập ánh đèn, gian phòng ngược lại là rộng rãi. Tống Du dò xét vài lần, liền ngồi xuống ở trên giường, cảm nhận được sự mềm mại của chăn đệm, cảm giác thật tuyệt vời. Tâm tính của đạo nhân luôn rất tốt, một đường trảm yêu trừ ma, dù là cảnh tua o dinh máu tanh, cũng không ảnh hưởng đến thu xếp ăn uống của hắn. Hoặc là đến huyện thành hỏi thăm tìm chút mỹ thực nơi đó nếm thử, một đường nhìn thấy dân sinh khó khăn cũng không ảnh hưởng đến hắn tại mỗi đêm trước khi ngủ nói chuyện phiếm ngây thơ với Tam Hoa Nương Nương. Chỉ là cũng xác thực có đoạn thời gian không ngủ qua giường, cũng có đoạn thời gian không có tại tiệm cơm lớn như thế ăn cơm. Lúc này, phần thân trên ngã ngửa ra sau, ngã xuống giường, có một loại cảm giác từ hoang dã trở lại văn minh. Mượn ánh sáng thoáng nhìn thấy mèo con trên bệ cửa sổ. Tam Hoa Nương Nương đang nhìn cái gì? Hai người kia đi rồi. Ngồi vào xe ngựa, Tam Hoa Nương Nương còn nhớ được bọn họ không? Tống Du hỏi nàng, chúng ta tại Giật Đô đã gặp qua bọn họ. Tam Hoa Nương Nương nhớ ở Giật Đô, còn bọn họ thì sao? Không nhớ rõ. Mèo Tam Hoa đáp trả, quay thân từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mọi người đều có dáng dấp không khác gì nhau. Này không trách được Tam Hoa Nương Nương. Đúng vậy. Mèo Tam Hoa mấy bước liền nhảy đến bên giường, ở bên trên đạo bào mà đạo nhân rủ xuống chà chà bốn bàn chân. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên giường, lại tùy tiện nghiêng người khẽ đảo, sau đó nằm xuống, duỗi thẳng tứ chi. Cả bốn bàn chân đều nở hoa. Tống Du chỉ cảm thấy cảm khái. Lần đầu tới Giật Châu là vào đầu thu năm Minh Đức thứ nhất, bây giờ đã là vào mùa đông năm Minh Đức thứ năm, không nghĩ tới tại nơi vạn dặm xa này còn có thể nhìn thấy cố nhân. Mọi thứ trên đường đi chỉ cảm thấy hết thảy đều trôi qua rất nhanh, tưởng chừng như cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nhìn thấy tháng năm, gió sương và sự thay đổi của tâm cảnh trên người cố nhân, mới hiểu khoảng thời gian này mặc dù không dài, nhưng kỳ thật cũng không tính là ngắn. Ngay cả Du Chi Châu cũng bị triệu hồi đến kinh thành. Tam Hoa Nương Nương thì đã có thể rất tự nhiên chạy đến bên cạnh mình, ngủ sát bên mình. Tống Du lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, rời giường rửa mặt. Mèo Tam Hoa thì nhảy xuống giường, theo sát lấy hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 473, Vĩnh Dương Thượng Tiên, 1. Đạo sĩ, ngươi muốn ngủ chưa? Sắp rồi. Muốn cùng nằm mơ với Tam Hoa Nương Nương không? Không cần. Vậy thì hôm nay ban đêm lại chỉ có Tam Hoa Nương Nương tự mình chơi. Tam Hoa Nương Nương chơi đến vui vẻ. Được rồi. Không biết lúc nào mới ngủ. Phong cảnh về đêm khó được an bình. Dù cho Tam Hoa Nương Nương trong đêm có phần không thành thật, chạy lên chạy xuống, khi thì bắt chuột, khi thì uống nước, lại chơi trò chui lọ trong chăn, Tống Du vẫn ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mà sáng sớm bên ngoài lại có chút ồn ào náo động, từng đợt tiếng hô liên tiếp. Tống Du rời giường dựa vào bệ cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đội người ngựa đi từ trái sang phải. Phía trước có mấy tên đạo nhân trung niên, tay đều cầm phất trần, phía sau có hai đạo đồng, một nam một nữ, đều hơn 10 tuổi, riêng phần mình mang theo lãng hoa, một bên hành tẩu, một bên vùng hoa. Chính giữa là một cái hiển kiệu, loại chỉ có phần đáy không có phần mái che và bao quanh, còn gọi là Minh Dư, bên trên phủ lên chăn lông da thú, ngồi là một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng. Phía sau lại là hai đạo đồng, cùng mấy đạo nhân trung niên. Trên đường người đi đường nhìn thấy, đều lui qua hai bên, người đi đường xa xa thì đều tụ tới, hoặc là quỳ rạp trên đất, hoặc là cao giọng hô lên. Hô hình như là Vĩnh Dương Thượng Tiên gì đó. Đội người này từ trái đến phải, chậm rãi đi xa. Âm thanh cũng chậm chậm đi xa. Tống Du bên cạnh chẳng biết lúc nào có thêm một cái đầu mèo con, cũng đi theo hắn cùng một chỗ, nhìn chằm chằm nhóm người kia. Theo bọn họ đi xa mà chuyển động đầu, thậm chí nhìn không thấy, còn muốn đem đầu vươn đi ra mà nhìn. Tống Du thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn nàng. Mèo con cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, hiếu kỳ nhìn thẳng hắn. Tống Du lắc đầu, cũng lười hỏi nàng.
Mèo con chính là như vậy, trông thấy đồ vật gì mới lạ, đều muốn nhìn chằm chằm. Cũng không biết nhìn lên đang suy tư điều gì, hay là cũng không nghĩ điều gì. Xuống lầu ăn điểm tâm. Tống Du nói, hiếm khi vào được một tòa thành lớn như vậy, có lẽ đây là tòa thành duy nhất ở Hòa Châu mà được gọi là sầm uất và ổn định. Tam Hoa Nương Nương có muốn ăn không? Tam Hoa Nương Nương đêm qua đã ăn no. Con chuột bên này ăn ngon không? Không có ăn ngon như nơi đó. Lan Mặc à? Đúng, Lan Mặc. Tam Hoa Nương Nương như cũ đối với con chuột. Ở huyện Lan Mặc nhớ mãi không quên. Nơi đó chuột không chỉ có ăn ngon mà lại mập mạp to lớn. Một con liền đủ cho nàng ăn mấy trận. Không giống bên này, một con một hồi cũng không đủ ăn. Tống Du thì đã đi ra ngoài, đi xuống lầu. Kiếm Khách gần như cũng đồng thời đi vào dưới lầu. Tiểu nhị tiến lên đây chào hỏi bọn họ, mười phần chịu khó, hai vị khách quan, muốn ăn gì không? Sáng sớm có món gì? Bánh hấp, màn thầu, bánh bao đặc biệt của tiểu điếm như bánh bao thịt ngựa, bánh bao ruột già, hôm nay còn có bánh bao thịt lừa, ngoài ra còn có bánh canh thịt lừa. Tiểu nhị tươi cười nói với bọn hắn, trước kia sáng sớm còn có điểm tâm, tuy nhiên mấy năm này dù sao cũng đã khác biệt. Đầu bếp vẫn ở đây, tiên sinh nếu muốn ăn điểm tâm, đến sớm một ngày để nói, tiểu nhân mới tốt để đầu bếp chuẩn bị. Không cần quan trọng, không cần quan trọng. Tống Du cười nói, cho ta một cái bánh bao ruột già, một bát bánh canh thịt lừa đi, thịt lừa nhiều hơn chút, tính tiền cũng được. Tùy tiện cho ta mấy cái bánh bao là được. Kiếm Khách cũng rất tùy ý, có sữa đậu nành thì mang tới một bát, không có thì mang đến một bát canh nóng là được rồi. Được rồi, tiểu nhị đáp ứng một tiếng liền xuống dưới. Tống Du nhìn hai bên một chút. Trước khi Hòa Châu không bị chiến tranh cùng với yêu ma làm loạn thì cũng không tồi, tiện nghi của quán vẫn còn đó, chỉ là có chút cũ kỹ cùng với quạnh quẽ. Bên trái treo trên tường rất nhiều tấm bảng gỗ, viết tên món ăn, rất nhiều tên đều không thể từ bên trong nhìn ra là món gì, chữ viết nho nhã. Trên tường đối diện còn để lại nhiều bức thư pháp, có thể tưởng tượng đến lúc trước căn tửu lâu này cũng là nơi văn nhân sĩ tử Hòa Châu thường tụ tập phong nhã. Chỉ là bây giờ có lẽ căn tửu lâu này còn ở nơi này, dân chúng địa phương cũng lưu lại không ít, bên cạnh đó nhân sĩ phong nhã trước đây khả năng lưu lại không nhiều. Đến mức tửu lâu lớn như thế, lại tại cửa ra vào mang quầy lên, sáng sớm bán bánh hấp màn thầu. Đến rồi, tiểu nhị bưng màn thầu cùng với bánh canh tới. Còn ngoài định mức có một đĩa nhỏ thịt lừa. Đa tạ, mời từ từ dùng món. À, đúng rồi. Tống Du gọi tên tiểu nhị này lại. Hiếu Kỳ hỏi, vừa rồi lúc ở trên lầu, nghe thấy bên ngoài một trận huyên náo. Đẩy cửa sổ ra thấy bên dưới có một đám đạo nhân đi qua, phô trương khá lớn, không biết là có địa vị gì. Khách quan hỏi thế nhưng là Vĩnh Dương Thượng Tiên, tựa như là nghe bọn họ hô như thế. Khách quan đường xa mà đến, tự nhiên có chỗ không biết. Tiểu nhị dừng bước lại, cười nói với hắn, huyện Cảnh Ngọc chúng ta ở giữa có đạo quán gần trăm năm. Tên là Huyền Lôi Quan, mười phần linh nghiệm. Trong đạo quán có hơn 10 vị đạo trưởng đều là cao nhân có đạo hạnh. Vị Vĩnh Dương Thượng Tiên kia chính là quán chủ, theo lời đồn đã sống hơn 100 tuổi, đạo quán này chính là lúc quán chủ còn trẻ tự tay xây dựng nên. Tất cả, mọi người nói lão nhân đã đắc đạo, bản thân có thể phi thăng thành tiên, chỉ là Hòa Châu yêu ma tàn phá bừa bãi, lúc này mới lưu lại thế gian, trảm yêu trừ ma, phổ tế thế người. Bản thân có thể phi thăng thành tiên, tất cả mọi người đều nói như vậy. Truyền thuyết dân gian. À đúng, đều là truyền thuyết dân gian. Vị Vĩnh Dương Thượng Tiên này rất được bách tính kính trọng a. Điều này hiển nhiên. Tiểu nhị nói với hắn, bây giờ phương Bắc loạn thế, Hòa Châu yêu ma không ít, phổ quận chúng ta yên ổn một chút. Tất cả mọi người nói, với tu vi của Vĩnh Dương Thượng Tiên, sớm có thể phi thăng thành tiên. Nhưng mà lão nhân lại còn nguyện ý lưu lại nơi này của chúng ta, phù hộ cho dân chúng địa phương. Bách tính Cảnh Ngọc chúng ta đương nhiên phải đối với lão nhân gia đa tạ tôn kính. Như thế nghe tới, phổ quận yên ổn, phần lớn là công lao của vị Vĩnh Dương Thượng Tiên này. Chuyện này, tiểu nhị có chút khó khăn, cũng không tốt nói như vậy. Nói như thế nào đây? Phổ quận so với quận khác ở Hòa Châu càng thêm yên ổn, tự nhiên công lao lớn nhất là quận trưởng đại nhân, tuy nhiên công lao của Vĩnh Dương Thượng Tiên cũng không thể khinh thường. Tiểu nhị hiển nhiên biết được Tống Du là cố nhân của quận trưởng, cũng biết được Tống Du ở gian phòng của tửu lâu đều là phụ tá của quận trưởng tự mình đến định. Đêm qua bọn họ mới cùng nhau ăn cơm, nói chuyện tự nhiên có nhiều cố kỵ,
tựa như yêu ma ngoài thành bị trừ phần lớn là vào đêm giông tố, bị sét đánh chết. Mà người người đều biết đạo quán mà Vĩnh Dương Thượng Tiên tu hành tên là Huyền Lôi Quan, Vĩnh Dương Thượng Tiên cũng có pháp thuật gọi là Thiên Lôi, đây cũng là khó mà nói. Chương 474, Vĩnh Dương Thượng Tiên, 2. Nghe tới cũng là một vị cao nhân vì dân trừ hại. Cái này hiển nhiên, đa tạ giải hoặc, tiểu nhân liền đi làm việc. Được, lúc này kiếm khách đã cầm bánh bao, há miệng lớn bắt đầu ăn. Tống Du cũng lấy ra cái chén thường dùng của Tam Hoa Nương Nương ra, đem thịt lừa đặt ở bên trong, mình một tay cầm bánh bao ruột già, một tay cầm đũa, chậm rãi bắt đầu ăn. Cũng là lần đầu tiên ăn bánh bao nhân bánh ruột già. Tới gần giữa trưa, Lưu quận trưởng mới đến tìm hắn. Sau đó Tống Du liền đi theo Lưu quận trưởng cùng với phụ tá của hắn, dọc theo đường đi huyện Cảnh Ngọc này, chậm rãi mà đi, nhìn vào sinh kế của người dân trong thế giới hỗn loạn này. Hòa Châu cùng với Giật Châu chúng ta khác biệt, Giật Châu nhiều núi nhiều nước, Hòa Châu lại núi ít, gió lớn. Tìm chỗ cao nhìn một chút có thể nhìn ra mặt đất hơn 10 dặm, ta mới tới nơi đây, cũng không thể thích ứng. Lưu quận trưởng bước đi hình chữ bát vừa đi một bên nói với Tống Du, tiên sinh suốt đoạn đường đi qua cũng khá ổn. Nhưng khi đi tiếp đến Quy quận, mới thực sự là một vùng đất phẳng lặng lẽ, phương viên vài trăm dặm cũng không thấy được một ngọn núi. Hòa Châu ở đây chỉ còn lại Quy quận. Lưu quận trưởng ngẫm lại, mới nói, tiên sinh đầu năm, liền rời kinh, tính ra thời gian cũng đã gần một năm rồi. Đã đi qua ba mùa rồi, sau đó lại đi đâu? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đến hướng Bắc? Tất nhiên, hướng Bắc là Quy quận nhưng đang gặp ôn dịch. Muốn từ Quy quận đi Ngôn Châu, lại phải qua cánh đồng tuyết, nghe đồn bên kia có đại yêu chiếm cứ, đã là trốn không người. Lưu quận trưởng cẩn thận nói với hắn, nghe nói trước đây từng có một đoạn thời gian phương kia mây đen trải rộng, lôi đình tàn phá bừa bãi, bổ dòng dã một tháng, nghe đồn là thiên cung trừ yêu, nhưng cũng không có kết quả, chỉ là sống yên ổn một chút, nhưng yêu ma nên có vẫn ở đó. Vậy phải đi xem thử một phen. Lưu quận trưởng không khỏi âm thầm hít một hơi. Lại nghĩ tới năm đó hắn vẫn là chi huyện Giật Đô đi theo Du Chi Châu đến đây tiễn biệt tiên sinh, nghe tiên sinh thuận miệng trả lời nói, lần này xuống núi du ngoạn, phải mất 20 năm. Bây giờ điều nhiệm Hòa Châu, tự cho là so với lúc ở Giật Châu thấy càng nhiều yêu ma hơn, thấy càng có nhiều cao nhân Phật đạo. Khoảng cách giữa tiên sinh trước mặt và mình phảng phất không có khác nhau với lúc trước. Nghĩ đến những câu chuyện và truyền thuyết về hành trình của tiên sinh ở Hòa Châu, Lưu quận trưởng đại khái hiểu được, hắn nhất định là sẽ đi. Nhưng mà này dù sao cũng là đại yêu vương đáng kinh ngạc, ngay cả thiên cung cũng khó có thể làm gì được, thế là trong lòng đã sợ tiên sinh xảy ra sơ suất gì. Lại chờ mong những nơi khác giống như Hòa Châu, sau khi tiên sinh đi qua sẽ không còn yêu quái gì tàn phá bừa bãi nữa. Lưu quận trưởng lặng lẽ liếc mắt với phụ tá, lại dùng góc mắt liếc nhìn một chút đạo nhân bên cạnh, đã thấy đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, bước đi một cách tự nhiên, chỉ nhìn xung quanh đường phố. Trên đường phố vẫn có một chút dấu vết của sự sầm uất ngày xưa. Quận trưởng hôm nay không có công vụ sao? Đạo nhân bỗng nhiên quay đầu, cùng ánh mắt hắn đụng vào. À, thực không dám giấu giếm, Lưu Mỗ trước sớm đã nhận được điều lệnh từ triều đình, sẽ điều nhiệm về kinh thành, đã sớm đem chính sự của quận nội giao cho quận thừa tạm thay. Lưu quận trưởng kém chút bị giật mình, nếu không phải nghe nói về sự tích của tiên sinh tại Hòa Châu một đường hàng yêu trừ ma, biết được tiên sinh hướng bên này mà đến. Nhất định phải đi qua Cảnh Ngọc, nghĩ ở chỗ này chờ đợi tiên sinh, nếu không ta cùng sư gia đoán chừng nửa tháng trước đã lên đường vào kinh. Chúc mừng quận trưởng A, về sau đã là quan kinh thành, đều là Du Chi Châu đề bạt. Lưu quận trưởng khiêm tốn nói, Lưu Mỗ tuy không phải người đại tài, nhưng cũng muốn bắt chước Du Chi Châu, nếu là Lưu Mỗ được hồi kinh sớm hơn, Lưu Mỗ cũng là có chút không tình nguyện. Chẳng qua hiện tại tiên sinh đi qua Hòa Châu, yêu ma đã bị diệt trừ, Lưu Mỗ có đi cũng an tâm. Bên trong lời nói tuy là lấy lòng, lại có nhiều ngập ngừng và do dự. Tống Du nhạy cảm bắt được tâm tình của hắn, cũng hỏi, Lưu, quận trưởng có lo lắng gì sao? Trong lòng chỉ có một nút thắt. Tống Du liếc hắn một cái, cười cười, nghe thấy tại hạ tựa như khả năng giúp đỡ được. Ai, không thể gạt được tiên sinh. Lưu quận trưởng hơi ngưng lại, liền nói với hắn, hôm nay ta cùng sư gia vốn định sáng mai tới tìm tiên sinh. Không biết làm sao sáng nay Vĩnh Dương chân nhân Huyền Lôi Quan tới chơi, trì hoãn chút thời gian, mà nút thắt của ta chính là vị Vĩnh Dương chân nhân Huyền Lôi Quan này. Nói nghe một chút,
Tống Du thần sắc không thay đổi, nhưng cũng vừa vặn đối vị Vĩnh Dương chân nhân phô trương khá lớn này có chút hứng thú. Vị Vĩnh Dương chân nhân này rất có đạo hạnh, pháp lực cao cường, được người xưng là Vĩnh Dương Thượng Tiên, nếu tại Giật Châu, sợ thật sự làm nên tên tuổi thần tiên cao nhân, nhưng mà hắn lợi hại hơn, vẫn là bản lĩnh yêu ngôn hoặc chúng. Trước kia hắn ngay tại Phổ Quận rất được bách tính coi trọng, về sau phương Bắc đại loạn, mượn yêu ma chi thế, càng là tại Phổ Quận thu nhận được vô số khách hành hương và tín đồ. 3 năm trước đây, thời điểm ta cùng với sư gia mới tới nơi đây thượng nhiệm, dân chúng địa phương thậm chí không nhận quan phủ, chỉ nhận Vĩnh Dương chân nhân Huyền Lôi quan. Chính mình cũng ăn không nổi cơm, quan phủ triều đình cũng sẽ không tiếp tục thu thuế, bọn họ lại vẫn muốn đem lương thực cầm đi cung phụng cho hắn. Nhờ có sư gia phụ tá đưa ra diệu kế, Lưu Mỗ tới đây 3 năm, miễn cưỡng trọng trấn uy nghiêm quan phủ, cũng làm cho hắn thu liễm rất nhiều. Nhưng mà thời điểm yêu tà ở Phổ Quận bị quét sạch, trừ yêu là dựa vào Lôi Công, Vĩnh Dương chân nhân Huyền Lôi quan này lại dựa vào chuyện này tuyên tán rất nhiều lời đồn. Lấy đi một phần công lao ôm vào người mình, 3 năm vừa qua, Phổ Quận thái bình hơn rất nhiều, hắn cũng ở trong miệng bách tính trở thành thượng tiên. Mà kỳ thật vị Vĩnh Dương chân nhân này, tuy nói cũng trừ qua tiểu yêu tiểu quái ngoài thành, nhưng mà càng nhiều hơn là yêu ngôn hoặc chúng. Thịt cá bách tính, tập hợp đám đông thành một thế lực và loại trừ những người bất đồng ý kiến. Lưu Mỗ dù đến Phổ Quận không lâu, nhưng mà chính vào loạn thế, vừa lúc Lưu Mỗ cũng làm được ít việc, ha ha. Tại trong lòng bách tính Phổ Quận cũng có chút uy thế, tạm thời có thể đè ép được vị Vĩnh Dương chân nhân này. Nhưng ta lo lắng, chờ ta cùng sư gia rời khỏi Phổ Quận, điều đi đến kinh thành, lão Vĩnh Dương chân nhân này bộc lộ bản chất sẽ không thể ngăn cản. Đến lúc đó bách tính sợ lại phải bị hắn lường gạt, Phổ Quận này lại có chướng khí mù mịt, rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 475, có thể tính là tìm tới ngươi. 1. Quận trưởng đại nhân, bên đường có người hướng Lưu quận trưởng thi lễ. Lưu quận trưởng và phụ tá lập tức dừng bước, cũng đóng chặt miệng, hướng hắn đáp lễ. Sau khi đi ra, 2 bước, lại quay đầu nhìn một chút. Lúc này mới tiếp tục nói với Tống Du, Lưu Mỗ sớm đã nghĩ thầm muốn diệt trừ hắn, nhưng hóa ra tên Vĩnh Dương chân nhân này rất có đạo hạnh. Cũng biết không ít pháp thuật, năm ngoái Lưu Mỗ từng bởi vì hắn cưỡng đoạt đem hắn mời vào huyện nha, nha ngục cũng giam không được hắn. Thứ hai hắn tại Phổ Quận, nhất là ở huyện Cảnh Ngọc này uy vọng cực cao, được đông đảo người dân ủng hộ, bắt hắn rất nhanh liền có người đến gây ồn ào nháo sự. Thứ ba Vĩnh Dương chân nhân này là người không phải yêu, Lưu Mỗ từng ý đồ theo như lời tôn sư nói, thỉnh thần tiên đến phạt hắn, mời mấy lần, cũng vô dụng, ngược lại bị thần tiên báo mộng. Nói chuyện nhân gian, quy nhân gian quản, có thể bực cao nhân tu hành này, Phổ Quận chúng ta cũng không có cao nhân khác, lại như thế nào có thể quản được hắn. Vĩnh Dương chân nhân này còn làm chuyện khác sao? Kích động dân chúng, nổi dậy chống lại quan phủ, cưỡng đoạt, mua bán nhà lành, tích lũy tiền tài, yêu ngôn hoặc chúng, nha môn đều đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Lưu quận trưởng nói, trước kia huyện nha có vị bổ đầu, cũng giống như La bổ đầu ở Giật Đô một thân chính khí. Theo hắn điều tra, huyện Cảnh Ngọc có một vài án mạng, chỉ sợ cũng có liên quan hắn tới hắn. Thậm chí có một vài người giang hồ đi ngang qua, mộ danh mà tiến đến Huyền Lôi quan bái phỏng, tá túc, có một ít chỉ nhìn thấy đi vào mà không có nhìn thấy đi ra. Chỉ là bởi vì lúc này Hòa Châu yêu ma làm loạn, những sự tình này đều bị nhận thành do yêu ma gây nên. Hiện tại vị bổ đầu kia đâu? Đã chết. Lưu quận trưởng cũng thở sâu, chết khi hắn đang trên đường điều tra, bị loạn đao loạn kiếm chém chết. Tống Du gật gật đầu, không có đánh giá, chỉ tiếp tục hỏi, không biết vị Vĩnh Dương chân nhân này lại có chút bản lĩnh gì. Vậy coi như nhiều. Lưu quận trưởng hồi đáp, nghe đồn sẽ không nói, chỉ nói điều Lưu Mỗ biết được, liền có đao thương khó nhập, thủy hỏa bất xâm, tựa như còn có thể trên không trung khống chế đồ vật, lấy trượng đả thương người. Sư gia đã từng thấy tận mắt hắn ngồi xếp bằng bất động, còn mộc trượng bên cạnh tự động bay ra, trách phạt đệ tử, đập nện bách tính. Còn có pháp thuật hình nộm. Lưu quận trưởng nói, lúc trước chúng ta mời hắn đến huyện nha, hắn liền hóa thành người gỗ, tự thân thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người giả chi pháp, không sai. Tiếp tục nói, nghe nói hắn còn có đông đảo hộ pháp.
Lưu quận trưởng mắt chăm chú nhìn theo kiếm khách bên cạnh Tống Du, bọn họ đều là cao thủ giang hồ, nhưng cũng là đao thương khó nhập, hung hãn không sợ chết, được bách tính tôn làm thần hộ pháp. Những thần hộ pháp này ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng một khi động thủ đều hung mãnh dị thường, nha sai huyện nha còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Tống Du cũng quay đầu nhìn về phía kiếm khách. Lưu quận trưởng nhưng không có phát giác, tiếp tục nói, ngoài ra Vĩnh Dương chân nhân này còn có thể hô phong hoán vũ, thông u thỉnh thần, thậm chí có bản lĩnh triệu hoán thiên lôi. Triệu hoán thiên lôi, không sai. Lưu quận trưởng con mắt khẽ híp một cái, bản thân hắn dáng người thấp bé là không có bao nhiêu lực uy hiếp, trước kia lúc ở Giật Đô cũng nhìn không ra được gì. Vậy mà lúc này cũng rất có uy nghiêm, trước đây nội thành ngoài thành cũng có một số người phản đối Vĩnh Dương chân nhân người này. Hoặc là đại tộc bên trong quận, hoặc là người tu hành ở Ly Cung chùa miếu khác, có mấy người kém chút đã bị sét đánh chết. Chỉ là người tu hành trong huyền môn bản sự huyền ảo khó dò, quan phủ chúng ta tra được vốn là khó khăn, trên trời giáng xuống lôi đình lại là chuyện thường, đây là thiên uy. Lưu quận trưởng còn chưa nói hết, chỉ là thở dài. Thì ra là thế. Tống Du gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Phàm nhân dùng lôi pháp, đại khái có hai loại. Một loại là người tu hành đường đường chính chính tu ra pháp lực đạo hạnh, khổ cực học được pháp thuật. Chỉ là bởi vì hiện nay truyền thừa cổ lão tu sĩ này càng ngày càng ít, tu luyện cũng càng ngày càng khó khăn, lôi pháp lại là khó nhất, đối với đạo hạnh yêu cầu cũng cao, cho nên cũng ít khi thấy. Một loại chính là mượn pháp thuật từ thần linh. Loại này phổ biến nhiều ở người tu hành đạo giáo, hoặc là tu sĩ vẫn luôn thờ phụng lôi bộ thần linh, tự thân có chút đạo hạnh. Lại cùng lôi bộ thần linh quen biết, thông qua phương pháp đặc biệt, liền có thể hướng thần linh mượn tới lôi đỉnh. Một số pháp thuật khác cũng tương tự như này, ví dụ như pháp thuật hỏa hành. Trước là tựa như pháp thuật hỏa hành mà Tam Hoa Nương Nương tu luyện, bình thường thổi khí làm lửa, đều là tu vi tự thân. Mà nàng dùng thuật đốt đèn, chính là pháp thuật đạo giáo, là từ Hỏa Dương chân quân nơi đó mượn tới ánh đèn. Lúc trước, người bán hàng rong trong hội đèn lồng trung thu kia, người bán châm cài tóc đèn cung đình kia nếu không phải là đạo sĩ Ly Cung chính quy đổi thường phục. Muốn kiếm chút tiền để tiêu xài, chính là cao nhân dân gian trong nhà đời đời kiếp kiếp thờ phụng Hỏa Dương chân quân. Cái trước khó khăn mà cái sau dễ dàng. Cho nên ở niên đại này, đạo sĩ xuất thân đạo giáo Ly Cung chính quy, thờ phụng Thiên Cung chính thần, phương diện pháp thuật lại có pháp thuật truyền thừa, so với tu sĩ bình thường thật sự có thật nhiều ưu thế. Chỉ là hạn chế cũng rất rõ ràng. Đầu tiên, tự thân sử dụng pháp thuật gì đều xem Ly Cung chủ yếu thờ phụng những vị thần linh nào. Thứ hai, pháp thuật phóng ra thành công hay không, uy lực lớn nhỏ đều chịu hạn chế của thần linh. Có khi thần linh không rảnh có thể mất linh, dùng cho hàng yêu trừ ma còn tốt, muốn dùng trên người phàm nhân thì rất ít linh nghiệm. Cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện một số đại sư cao nhân hành tẩu thiên hạ hàng yêu trừ ma, nhưng đối mặt với quan phủ thậm chí bách tính lại biểu hiện ra rất bất đắc dĩ. Thứ ba, nếu là ngày đó mình phạm giới bị Ly Cung nhà, mình xóa tên, lại thông báo thần linh Thiên Cung, bị thu hồi pháp lực về sau, bất luận lại hướng thần linh mượn pháp thuật cũng được, thỉnh thần linh giáng lâm cũng được, đều trở nên khó khăn. Thế sự thường có mất có được. Chương 476, có thể tính là tìm tới ngươi. 2. Dựa vào tự thân tu hành, muốn tu ra đạo hạnh kinh thiên cũng rất khó khăn, mà dùng phương pháp này có thể khiến cho một số tu sĩ tự thân đạo hạnh có hạn lại có thể hướng đến thần linh thần thông quảng đại hay tiên hiền để mượn pháp thuật. Kỳ thật cũng là một loại thủ đoạn rất không tệ. Tựa như truyền thuyết trong dân gian thường được nghe, thường cũng có vị đạo trưởng chính nghĩa nào, bản thân tu vi không đủ, uy lực pháp thuật cũng nhỏ, trừ yêu gian nan, nhưng mà con yêu tà này thực tế quá mức đáng ghét, người hay thần đều căm phẫn. Thế là thời điểm người đạo trưởng này thi pháp hoặc là miệng phun tiên huyết, hoặc là bi thương vạn phần, hoặc là cam nguyện xả thân lấy nghĩa, tóm lại đủ các loại biện pháp đả động thần linh. Thế là được thần linh chiếu cố, lấy đạo hạnh tự thân không quan trọng, lại thi triển ra pháp thuật kinh thiên động địa. Một lần diệt trừ yêu tà, lưu lại một truyền thuyết trên thế gian, nói không chừng còn muốn truyền đến trăm ngàn năm sau. Huyền diệu và thú vị, Tống Du tốc độ không thay đổi, ngẫm lại mới còn nói thêm, năm đó lúc quận trưởng ở Giật Đô, Thái Bình vô sự, ít có liên hệ đến thần quỷ, bây giờ đến phương Bắc loạn thế này, cũng coi như biết được không ít yêu ma thần quỷ a. Hồi tiên sinh, kỳ thật cũng không thể nói được là biết không ít yêu ma thần quỷ. Lưu quận trưởng trả lời,
ngoài thành tuy có yêu ma, nhưng chúng ta nào dám đi đến thấy tận mắt. Nhiều nhất là sau khi bị Thiên Lôi đánh chết, nha sai trong thành ra ngoài xem xét sau khi trở về mô tả lại cho ta. Về phần thần linh Bồ Tát, chúng ta dù thường xuyên thỉnh thần trừ yêu, nhưng ngày bình thường gặp cũng đều là tượng thần, nhiều nhất là ban đêm mộng thấy mấy lần, lại không thực sự gặp được. Nói xong dừng lại một chút, lại nhìn về phía Tống Du, không biết hắn là có ý gì, nhưng cũng còn nói, chỉ là ta hiểu rõ hơn rất nhiều so với lúc còn ở Giật Đô. Như vậy Huyền Lôi Quan cùng Vĩnh Dương chân nhân này ngày bình thường chủ yếu thờ phụng lại là vị thần linh nào? Lưu quận trưởng sững sờ một lát, lặng lẽ nhìn về phía sư gia. Sư gia đối với hắn gật đầu rất nhẹ. Lưu quận trưởng lúc này mới tâm định một chút, cả gan trả lời, đã là ly cùng đạo giáo, nên có tất nhiên cũng không thể thiếu. Tuy nhiên Lưu Mỗ cũng đi qua Huyền Lôi Quan mấy lần, biết được những đạo nhân kia chủ yếu thờ phụng vẫn là Thiên Cung chủ quan Lôi Bộ, Cửu Thiên Huyền Đô Lôi Đình Phổ Hóa Thiên Tôn, Phó Lôi Công. Tống Du biểu lộ bất động, lặp lại một câu. Lại là vị Phó Lôi Công này. Tiên sinh, không có việc gì. Tống Du mỉm cười với hắn, rồi mới lên tiếng, nói đến tại hạ cùng với bằng hữu từ khi đến Hòa Châu đến. Nay, mỗi khi đến một chỗ, nếu có cao nhân, tất phải đi bái phỏng. Bây giờ huyện Cảnh Ngọc đã có cao nhân như thế. Bất luận thiện hay ác, tại hạ cũng đương nhiên phải đi bái phỏng một chút. Sự tình khác, chờ bái phỏng lại nói. Có cần Lưu Mỗ đi cùng với tiên sinh đến đó? Không làm phiền. Vậy nghe theo tiên sinh. Lưu quận trưởng trong lòng thản nhiên, cũng chưa phát giác được gì. Chỉ là đối với ý nghĩ của tiên sinh, hắn lại phải cùng với phụ tá mình trao đổi một chút ánh mắt. Nhất thời cảm thấy tiên sinh mặc dù không có nói rõ muốn giúp đỡ, nhưng đã nói muốn tiến đến điều tra. Với tác phong tiên sinh từ Hòa Châu một đường đi tới, vậy thì Vĩnh Dương chân nhân thật sự là ác nhân, lại thế nào thoát khỏi. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy tiên sinh có lẽ cũng không tin tưởng lời nói một phía của mình. Cho dù là cố nhân ở Giật Châu, cũng phải cảnh giác đầy đủ, muốn đi trước điều tra một phen lại đưa ra quyết định. Chỉ có kiếm khách bên cạnh một mực trầm mặc có thể đoán được một chút ý nghĩ của Tống Du, cuối cùng cũng tìm được người. Trước đây những gì yêu đạo ở Lôi Thanh Quan này làm ra thật sự khiến cho người ta giận sôi, mà hắn một thân đạo hạnh tà thuật lại không giống như là học được từ trong thư tịch. Bởi vậy sau khi tiến vào Hòa Châu, bọn họ mỗi lần đến một nơi, xác thực đều sẽ hỏi thăm một chút nơi đó có cao nhân gì hay không. Nếu có, liền sẽ đi bái phỏng một phen. Tiên sinh dù chưa hề nói, nhưng hắn cũng biết được, tiên sinh ngoại trừ thật sự muốn tìm kiếm hỏi thăm cao nhân khắp nơi, chỉ sợ cũng có mấy phần tâm tư muốn tìm kiếm truyền thừa của yêu đạo này. Bây giờ xem như tìm ra nó. Chỉ là kiếm khách cũng không nghĩ ra, lúc này Tống Du lại có thêm một trọng điểm chú ý khác. Lôi pháp của Vĩnh Dương chân nhân này đến cuối cùng là tự mình tu ra, hay là từ Phó Lôi Công nơi đó mượn tới. Huyện Cảnh Ngọc cũng không tính là lớn, bất quá nói đi thì phải nói lại, niên đại này bây giờ không có vài tòa thành trì được xưng tụng là lớn. Lưu quận trưởng cùng với phụ tá trải qua nửa buổi chiều, dẫn theo bọn họ đi dạo không ít nơi, cũng biết được không ít dân phong dân tình đặc hữu nơi đó. Cũng như sự kiên cường của người dân trong thời kỳ khó khăn, giữa chừng ăn bữa cơm trưa, thẳng đến nửa buổi chiều, Lưu quận trưởng và phụ tá mới rời khỏi. Tống Du thì tìm một trà lâu ngồi xuống, gọi một bình trà, chậm rãi lắng nghe tiếng nói của mọi người trong thế giới hỗn loạn này. Vĩnh Dương chân nhân trong dân gian ngược lại đều có được dư luận tốt. Nghiêm chỉnh là một người có đức và thật sự là cao nhân. Nghe quận trưởng nói, trước kia bên cạnh đạo nhân đều đi theo một đám khôi nhân, nhưng sáng nay không có nhìn thấy, ta xem ra, sợ là hắn cũng nghe qua sự tích của tiên sinh một đường đến nay. Tính được chúng ta muốn tới, sợ bị tiên sinh nhìn ra khôi nhân kia chính là lấy người giang hồ còn sống luyện chế mà thành, gần đây, liền giấu đi. Kiếm khách thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, nếu không ta đi trước thử hắn một chút. Không cần. Kiếm khách dù đã có tên tuổi thiên hạ đệ nhất, nhưng mà đạo nhân kia dù sao thông hiểu không ít pháp thuật, huyền ảo khó lường. Nếu kiếm khách tìm tới chân thân của hắn, thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị, một kiếm đại khái cũng có thể lấy đi tính mệnh của hắn. Nhưng nếu là người này một mực có đề phòng, chỉ lấy người giả ứng đối, một đạo thiên lôi đánh xuống, kiếm khách nhục thể xác phàm, sợ là cũng gánh không được. Tuy nhiên Tống Du cũng không có nói như vậy, chỉ là nói với hắn, đã nhân ra không có tâm hỏng đào tẩu, như vậy chúng ta không cần lén lén lút lút, nên đường đường chính chính tìm tới cửa. Kiếm khách cũng không nói nhiều, uống cạn nước trà trong chén, giơ kiếm đối đãi.
Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 477, đến Huyền Lôi Quan một chuyến, 1. Các đạo quán chủ yếu được xây dựng trên núi, một phần nguyên nhân là muốn rời xa huyên náo, tốt truy cầu đạo pháp tự nhiên. Thiên nhân hợp nhất, cũng truy cầu phong cảnh tự nhiên, một phần nguyên nhân là muốn cung phụng thần tiên, lại muốn nhận được hương hỏa. Có cảm giác xây ở chỗ cao sẽ cách thần linh trên trời thêm gần, có cảm thấy xây đến cao một chút, có lợi cho việc tụ tập tín đồ thu nạp hương hỏa. Huyền Lôi Quan huyện Cảnh Ngọc cũng không ngoại lệ. Hòa Châu địa thế bằng phẳng, phổ quận càng thêm bằng phẳng, Huyền Lôi Quan quả thực là ở ngoài thành tìm tới một sườn núi nhỏ. Xây ở bên trên sườn núi nhỏ, cách huyện thành ước chừng 2 dặm đường, thực tế là gần. Một cầu thang đá xanh dài, từ chân núi nối thẳng đến sơn môn, những cây xanh mọc ở hai bên thềm đá thường xanh. Đạo nhân đã mang theo mèo Tam Hoa cùng với kiếm khách đi vào phía dưới sơn môn, dừng ở một bên trước thềm đá, ngẩng đầu nhìn lên. Bởi vì phía trước là đường đất vàng, không thể tránh khỏi khi trời mưa và đường lầy lội, người dân mang bùn vào, rồi ở đây đạp bùn hoặc dùng que gạt bỏ, dưới chân núi lưu lại lớp bùn thật dày. Nhưng mà cho dù là dạng này cũng không cách nào đem bùn đất bên trên dày được sạch sẽ, nên khi đi lên núi lần nữa, người qua người lại bắt đầu từ bậc thang đầu tiên, đạp ra lớp bùn dày. Bùn ở tầng dưới là dày nhất, mỗi khi thêm một tầng, bùn liền mỏng đi một ít, sau rất nhiều tầng, mới hiện ra tảng đá xanh với màu sắc nguyên thủy. Tống Du một điểm không vội, trước vòng quanh sườn núi nhỏ đi một vòng, lúc này mới từng bước một đi lên. Nhìn ra được đạo quán hương hỏa cực thịnh, ngày bình thường cũng có rất nhiều bách tính đến đây dâng hương thờ phụng, nhưng dù sao bây giờ thời thế hỗn loạn, yêu ma làm loạn. Người cũng loạn, cho dù Cảnh Ngọc có thái bình đến đâu cũng không ai dám ban đêm đi đường ở ngoài thành. Lúc này đã đến thời điểm hoàng hôn, một nhóm khách hành hương trễ nhất cũng đã sớm xuống núi về nhà, cửa đạo quán cũng đã đóng chặt, tự nhiên không có khách hành hương khác. Chỉ có hai người một mèo một mình lên núi. Bành bành bành, kiếm khách tiến lên đập vang đại môn. Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng bước chân. Ai vậy? Một đạo đồng mở cửa, nhìn về phía kiếm khách bên ngoài. Con mắt khẽ híp một cái, đại hiệp, muộn như vậy còn tới dâng hương sao? Kiếm khách không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn về sau. Đạo đồng theo ánh mắt của hắn, lúc này mới nhìn về phía đạo nhân trẻ tuổi chậm rãi đi tới cùng với mèo Tam Hoa bên cạnh chân hắn. Đạo trưởng là. Tống Du đối với hắn cũng mỉm cười, hành lễ nói ra, huyện Linh Tuyền Giật Châu, Tống Du Phục Long Quan, xuống núi du ngoạn, dọc đường Cảnh Ngọc, đến đây bái phỏng, còn mời túc hạ thông báo một tiếng. Bái phỏng. Vâng, bái phỏng. Chờ một lát. Đạo đồng biểu lộ có chút kỳ quái, dường như trong thời buổi loạn thế này, rất ít gặp được đạo nhân đường xa từ chỗ khác mà tới bái phỏng, nhưng cũng không nói cái gì, đóng cửa lại, liền chạy đi vào. Không bao lâu sau, bên trong tiếng chuông trấn thiên đón khách vang lên. Đồng. Khi cửa lớn lần nữa được mở ra, hai cánh cổng đều được kéo ra. Bên trong đứng một đống đạo nhân trung niên, đi đầu là một lão đạo nhân râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Khách quý đến đây, không có từ xa tiếp đón. Vĩnh Dương chân nhân tay phải cầm phất trần vung lên, mỉm cười với Tống Du nói, ngày thường tóc bạc mặt hồng hào, một mặt hiền lành. Những người còn lại cũng hành lễ, miệng hô đạo hữu từ bi. Cảnh tượng này cũng làm cho Tống Du nhớ tới cảnh tượng khi ở Giật Đô, mình mang theo Tam Hoa nương nương đi đến núi Thanh Thành bái phỏng chư vị đạo trưởng Phúc Thanh Cung. Thế là nhịn không được cúi đầu, cùng mèo con bên chân liếc nhau, đã thấy mèo con cũng ngẩng đầu lên nhìn mình, cũng không biết nàng có phải hay không cũng nhớ tới lúc ấy, hay là chỉ là đến chỗ lạ lẫm và cảm thấy chật chội, thế là vô ý nhìn về phía người quen thuộc, tìm kiếm cảm giác an toàn. Tống Du nghĩ như vậy, nhưng cũng đáp lễ nói ra, chúng ta mạo muội tới thăm, không biết phải chăng là quấy rầy. Nơi nào, đạo hữu mau mời vào, cung kính không bằng tuân mệnh. Một đám đạo sĩ liền vây quanh bọn họ và tiến vào đạo quán. Tống Du thong dong tự nhiên, vừa đi vừa nhìn, mèo Tam Hoa cùng với kiếm khách thì theo sát ở phía sau hắn. Vĩnh Dương chân nhân hiếu khách mà biết lễ, đầy mặt nụ cười. Bên cạnh, các đạo trưởng trung niên cũng đều cười ha hả, chỉ là ánh mắt dù sao nhịn không được hướng trên thân kiếm khách ngắm nhìn, biểu lộ kỳ quái, khi thì còn trao đổi một chút ánh mắt. Tống Du không thèm để ý, kiếm khách cũng làm như không biết. Đạo quán không nhỏ, mấy người tiến vào sân. Đi vào đầu tiên nhìn thấy là một cái lư hương to lớn,
hương dường như vẫn chưa được đốt hết trong ngày. Đạo quán trên không phảng phất lơ lửng một tầng hơi khói, có thể ngửi thấy rõ ràng mùi của hương trầm. Tống Du thích ngửi hương, mỗi một địa phương phối liệu của hương đại khái tương tự lại có chút điểm khác biệt, thu thập được nhiều, cũng là một phần kiến thức của hắn. Bên cạnh là thần điện thờ phụng thần linh, Tống Du tùy tiện ngắm nhìn một chút. Nơi đây so với Lôi Thanh Quan thờ phụng thần linh càng nhiều, nhưng giống như Lôi Thanh Quan, ngoại trừ thiên cung chi chủ, chủ yếu thờ phụng vẫn là chủ quan Lôi Bộ Phó Lôi Công, tượng thần còn lại thì thần quang ảm đạm. Vĩnh Dương chân nhân tuyệt không trước dẫn hắn đi tế bái thần linh, mà chính là dẫn đi hắn từ một cái cửa hông, tiếp tục đi vào trong. Bên trong còn có sân, cũng có thần điện. Giữa sân thì không có lư hương, mà chính là hai tôn tượng thần hộ pháp cao hơn một trượng, cả hai đều được đúc bằng đá, lại đứng ở trên bệ đá, một tay đẻ roi đá, một tay cầm đại thương, đều là trợn mắt tròn xoe. Một đoàn người nhìn chăm chú lên từ bên ngoài đi tới, lúc Tống Du cùng với kiếm khách đi giữa bọn hắn, bọn họ cũng quỳ xuống. Bên trong thần điện thì chỉ dành cho Phó Lôi Công. Đạo hữu mời. Hòa Châu năm nay khốn cùng, huyện Cảnh Ngọc là trung tâm chính sự của một châu, dân chúng trong thành phần lớn cũng xanh xao vàng vọt, nhưng mà đạo sĩ trong đạo quán này ngược lại là từng người hồng quang đầy mặt. Ngoài ra không thấy có chỗ đặc thù gì, bao gồm lúc trước tiến vào Hòa Châu, quán chủ Lôi Thanh Quan kia, bởi vì phương pháp tu hành bất chính, sở học pháp thuật cũng phần lớn liên quan đến âm quỷ tà ác, cho nên Tống Du dường như vừa mới nhìn thấy hắn, liền có thể phát giác ra được. Trên thân thể người này nhiễm lấy oán khí âm quỷ, mà ở trên thân các vị đạo trưởng Huyền Lôi Quan này lại không có nhìn thấy. Lão Vĩnh Dương chân nhân này có bản lãnh không nhỏ, kiếm khách bên cạnh mười phần cảnh giác. Tống Du thì mỉm cười với hắn, để cho hắn có thể thả lỏng, sau đó đi theo một đám đạo nhân đến một gian đại điện. Phục Long Quan huyện Linh Tuyền Giật Châu, bần đạo dường như từng nghe nói qua, luôn cảm thấy danh tự này quen tai, nhưng thực tế lớn tuổi, nhất thời lại nghĩ không ra. Vĩnh Dương chân nhân đi phía trước cười nói, tuy nhiên từ tu vi của đạo hữu cũng có thể nhìn ra được, nhất định là một tòa động thiên phúc nổi danh. Danh khí không lớn, không so được với động phủ của đạo hữu. Đạo hữu chớ có khiêm tốn. Vĩnh Dương chân nhân tay cầm phất trần, cười ha hả nói đến bần đạo lúc tuổi còn trẻ, đã từng đi qua Giật Châu, còn từng đi núi Thanh Thành bái phỏng qua. Núi Thanh Thành nổi danh, Tống Du như nói thật nói, tuy nhiên nếu bàn về tu vi pháp thuật, chỉ sợ mấy ly cung lợi hại nhất trên núi, cũng không sánh được Vĩnh Dương Thượng Tiên à. Ai? Nhưng cũng không dám. Vĩnh Dương chân nhân vội vàng mở miệng nói ra, giọng điệu và khẩu khí rất khiêm tốn, chỉ là dân chúng địa phương bị yêu ma làm loạn. Hoảng không chọn thuốc, bần đạo lại vừa lúc có chút đạo hạnh, diệt trừ mấy tên tiểu yêu, bách tính dưới núi lúc này mới đặt cho bần đạo một tên tuổi. Thượng tiên, bần đạo lại là không đảm đương nổi, cực kỳ xấu hổ, đã từng nói mấy lần, nhưng bách tính đều không muốn đổi. Nói đến phía sau, lại còn có mấy phần bất đắc dĩ. Là như vậy, Tống Du gật đầu phụ họa với hắn. Vĩnh Dương chân nhân thì vội vàng hướng sang người bên cạnh nói, đi chuẩn bị mỹ tửu món ngon, hôm nay đến chính là khách quý. Vâng, có mấy đệ tử cùng với đạo đồng nhanh chóng rời đi. Mời. Vĩnh Dương chân nhân lúc này mới nhìn về phía Tống Du, bần đạo dù ở bên trong đạo quán, lại sớm đã nghe qua sự tích của đạo hữu. Chương 478, đến Huyền Lôi Quan một chuyến, 2. Ồ, Tống Du cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía hắn. Bần đạo nghe người ta nói qua mấy lần, nói tại Hòa Châu có vị thần tiên cao nhân họ Tống, tự xưng là từ Giật Châu đến. Các nơi yêu ma làm loạn bất luận lớn nhỏ, chỉ cần vị cao nhân này đi qua, tất cả đều thái bình. Vĩnh Dương chân nhân một bên mỉm cười nói một bên dẫn hắn bước vào cánh cửa, bần đạo sớm đã ngờ tới, đạo hữu chắc chắn sẽ đi vào cảnh ngọc, hôm nay cuối cùng đợi được. Đạo hữu liệu sự như thần, Tống Du nói một câu, sau đó lại hỏi, chỉ là đạo hữu phải chăng ngờ tới là hôm nay, bần đạo còn không có bản sự kia. Sau khi vào cửa, không gian rộng rãi, hai bên cùng với phía trên đều có đệm và bàn, thoạt nhìn như là nơi đạo nhân luận đạo truyền đạo. Vĩnh Dương chân nhân ngồi ở phía trên, để Tống Du cùng với kiếm khách ngồi ở bên tay trái của hắn, mấy vị đạo nhân trung niên bên cạnh cũng riêng phần mình ngồi xuống, nghiêm chỉnh là lễ tiết chiêu đãi khách quý. Tống Du một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, một bên quan sát. Thái độ của Vĩnh Dương chân nhân này rất xảo diệu, đối với Tống Du khiêm tốn cung kính. Nghĩ đến là bởi vì nghe nói qua sự tích của Tống Du,
biết được rất nhiều yêu ma rất có đạo hạnh cũng bị tên đạo nhân này trừ khử dứt khoát. Nhất là lời đồn trong dân gian luôn yêu thích đem sự tình miêu tả khoét đại, truyền đi càng khoa trương hơn, thậm chí có người nói một đạo lệnh phù của hắn liền có thể đưa tới thiên binh thiên tướng. Bất quá hắn cũng nắm lấy một chút tư thái, ngoại trừ tự thân đạo hạnh xác thực rất cao, cũng có thể là được dân chúng địa phương thổi phồng dựng lên. Lại có lẽ là cũng không xác định Tống Du phải chăng có thể nhìn một chút đã nhìn thấu đạo hạnh chân chính của hắn, từ đó chọn một thái độ điều hòa. Từ đó là có thể phẩm ra tính cách con người. Mà hình tượng hắn tạo nên lúc này, nghiêm chỉnh một chút dù không tính là thần tiên nhưng cũng nói là cao thâm. Lại bất đắc dĩ được dân chúng thổi phồng thành hình tượng cao nhân tiên nhân đắc đạo, cụ thể cao bao nhiêu là do chính Tống Du bình phẩm. Tống Du nâng chung trà lên, hớp một ngụm, trong mắt lại có một tia sáng chợt lóe lên. Trà này là trà hoa cúc, có mùi thơm ngát, vừa vào lại có vị đắng của cúc hoa, dư vị kéo dài. Uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống, nhìn quanh, một vòng, không khí trong lành và phong cảnh tươi sáng, vạn vật hiển thị rõ. Cho dù là Vĩnh Dương chân nhân râu tóc bạc trắng cũng được, đạo trưởng trung niên bên cạnh cũng được, quanh người đều quanh quẩn lấy nhàn nhạt tử khí oán niệm quỷ tà, ô uế lộn xộn. Quanh quẩn ở quanh người bọn hắn, thậm chí cảm giác trước đó hoặc là tiên khí bay bay hoặc là hiền lành dễ thân hoặc là khuôn mặt phổ thông đều trở nên có chút kỳ quái. Cũng là lúc này hắn mới nhìn ra, Vĩnh Dương chân nhân trước mặt mình cũng chỉ là một hình nộm bằng gỗ. Đạo hạnh của hắn so với quán chủ của Lôi Thanh Quan trước đó cao hơn nhiều. Tống Du thu hồi ánh mắt, có một đạo đồng đến châm trà cho hắn. Đạo hữu đi khắp Hòa Châu, chỉ vì trảm yêu trừ ma, bần đạo bội phục không thôi. Vĩnh Dương chân nhân một bên lấy lòng hắn, lại một bên ngẩng đầu lên, lắc đầu thở dài mà nói, bần đạo vốn cũng muốn ra ngoài trừ yêu, có thể trừ bao nhiêu tạm thời không nói. Cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, vì bách tính Hòa Châu thêm mấy phần an bình. Không biết làm sao tuổi tác đã cao, thực tế là hữu tâm vô lực. Trảm yêu trừ ma nhưng cũng không chỉ có tại hạ. Tống Du mắt nhìn kiếm khách bên cạnh, khiêm tốn trả lời, trên đường chúng ta đi tới cũng gặp được không ít cao nhân mang tâm tư thiên hạ, cũng bốn phía khu yêu trừ ma. Có không ít người đều đến từ Ly Cung chùa miếu ở các châu phương Nam, nhận được chỉ dụ của thần linh, chuyên tới phương Bắc để hành tẩu trừ yêu. Cũng có một số người tu đạo giống như quán chủ, dù không hành tẩu bốn phía, nhưng cũng tọa trấn một phương. Phụ cận nếu có bách tính bị yêu tà tới cửa, liền đi xuống núi một chuyến, cũng không kém phần bảo đảm an bình cho một phương. Ở Hòa Châu không có nhiều Ly Cung chùa miếu như thế này phải không? Yêu ma ở Hòa Châu quá càn rỡ, rất nhiều Ly Cung chùa miếu như thế đều bị tiêu diệt bởi yêu ma. Tống Du lắc đầu nói, ngược lại là chúng ta tại giao giới của Ngang Châu và Hòa Châu gặp được một tòa đạo quán, gọi là Lôi Thanh Quan. Quán chủ cũng thường xuyên xuống núi giúp bách tính dưới núi trừ tà trừ ma. Nói xong Tống Du nhàn nhạt liếc về phía mọi người. Lôi Thanh Quan, Vĩnh Dương chân nhân lộ ra vẻ suy tư. Những đạo nhân trung niên còn lại ngồi ở bên dưới không có kỹ năng diễn xuất tốt như hắn, chỉ ít có 2-3 vị đạo nhân trung niên trên nét mặt đều để lộ ra, bọn họ là biết được Lôi Thanh Quan. Tống Du hé miệng không nói, thời điểm chúng ta từ Ngang Châu tiến vào Hòa Châu, gặp được quán chủ Lôi Thanh Quan. Lúc ấy huyện Chi Giang Hòa Châu có vị thiện nhân, trong nhà bị yêu tà quấy nhiễu, liền đi mời quán chủ Lôi Thanh Quan hỗ trợ. Những lời này là từ kiếm khách ngồi ở bên cạnh Tống Du nói, âm thanh trong sáng kiên định, vị quán chủ Lôi Thanh Quan này ở nơi đó trong phương viên vài trăm dặm đều rất nổi danh. Thường trợ giúp bách tính dưới núi, nghe hắn nói dường như trước kia từng đến cảnh Ngọc Cầu, đạo. Lại không biết phải chăng là từ Vĩnh Dương Thượng Tiên nơi này học được pháp thuật đạo hạnh, Vĩnh Dương chân nhân liền không nắm chắc được. Mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư nửa ngày, mới khó xử nói, bần đạo từ khi ở nơi đây mở đạo quán đến nay, dạy qua rất nhiều đệ tử. Có một số còn giữ ở bên cạnh phụng dưỡng, có một số thì chí không ở chỗ này, thế là rời đi, những năm gần đây cũng không biết có bao nhiêu. Rất nhiều người sau khi rời đi, cũng không có tin tức, đạo hữu nói điều này, bần đạo nhất thời cũng không nhớ nổi. Tống Du nghe đến đó, trong lòng hắn gần như đã nắm chắc, cũng cảm thấy đã không cần yếu lại nhiều lời với hắn. Bây giờ đã không phải thời cổ, trên thế gian người có đạo hạnh liền ít đi, người liên quan đến huyền môn, thực tế không nên quá mức kéo dài chần chừ, đơn giản và trực tiếp mới là phương pháp đúng đắn. Giống như truyền thuyết trong dân gian, ở một nơi nào đó có người nào đó trong huyền môn có chút mâu thuẫn, đều là nói thẳng công kích lẫn nhau, nếu phải đấu pháp với nhau.
hoặc là tại chỗ liền thi pháp, riêng phần mình phá chiêu, hoặc là cũng trực tiếp tìm tới cửa thi triển bản lãnh, thắng thua đã nhanh lại phần mình. Thế là Tống Du quay đầu nhìn về phía quán chủ, vừa cười vừa nói, có một việc tại hạ không biết nên nói hay không. Đạo hữu cứ nói đừng ngại, chúng ta chân thành tới thăm đạo hữu, vì sao đạo hữu lại chỉ dùng thân thể giả đến ứng phó với tại hạ. Vĩnh Dương chân nhân trong lòng nhất thời giật mình, trên mặt lại duy trì chấn định, cười ha ha nói, đạo hữu quả nhiên đạo hạnh hơn người. Có thể liếc một chút nhìn ra bần đạo lúc này dùng chính là thân thể giả, ha ha, dùng thân thể giả đến đãi khách chính là bần đạo vô lễ. Sau đó hắn đứng dậy, thi lễ, lúc này mới giải thích nói, chân thân của bần đạo đang bế quan tu hành, không tiện tiếp khách, không biết làm sao đạo hữu lúc này tới thăm, nào có đạo lý không đến chào hỏi. Liền đành phải ra hạ sách này, vốn cho rằng có thể giấu giếm được đạo hữu, không nghĩ rằng đạo hữu đúng là có một đôi hỏa nhãn kim tinh, còn mời đạo hữu thông cảm. Không biết chân thân của quán chủ ở đâu, tất nhiên là ở bên trong đạo quán này. Ta cũng đoán thế, Tống Du nói, đặt chén trà xuống. Kiếm khách bên cạnh nhất thời hiểu ý, lên tiếng hỏi, nghe nói bên cạnh quán chủ có đông đảo hộ pháp, mỗi một người trầm mặc ít nói, đao thương bất nhập, võ nghệ cao cường, thư mỗ cũng là người trong giang hồ, vốn định kiến thức một phen, vì sao hôm nay đi khắp đạo quán lại không có nhìn thấy một ai. Chân thân của bần đạo đang bế quan, hộ pháp tự nhiên là đang hộ pháp, nhất thời như thế nào đi đến. Ha ha. Kiếm khách cười to, cũng đặt chung trà xuống, đồng thời đưa tay tới sờ đến trường kiếm, không phải là sợ chúng ta gặp rồi nhìn ra hộ pháp của quán chủ chính là lấy người sống luyện chế mà thành khô nhân. Trong điện mọi người nghe vậy, vẻ mặt đều biến đổi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 479, trong điện đấu pháp, 1. Trong điện bầu không khí 10 phần khẩn trương, Vĩnh Dương chân nhân ánh mắt lấp lóe, trong lòng cân nhắc, không biết đạo nhân này trong lời đồn bản sự có mấy phần thật lại có mấy phần khuếch đại. Cũng không biết giờ phút này đạo nhân kia trong lòng có mấy phần quyết tâm, nhất thời không nắm chắc được chủ ý. Mà mấy tên đạo nhân trung niên phía dưới tất cả đều nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Tống Du cùng với kiếm khách. Kiếm khách cũng là một tay cầm kiếm, một tay đặt ngang trước bàn, dù đối mặt với người trong huyền môn, trong lòng cũng chút nào không sợ hãi. Thậm chí trải qua chém giết hắn so với mấy tên đạo nhân còn càng thong dong hơn, bình tĩnh đối mặt với bọn hắn. Ngay cả mèo tam hoa cũng là một mặt nghiêm túc. Chỉ có đạo nhân trẻ tuổi vẫn như cũ thong dong. Đúng lúc này, ánh sáng ở cửa ra vào có chút tối sầm lại, hai tiểu đạo đồng một nam một nữ bưng khay đi tới. Hai người cũng không hiểu rõ trong điện phát sinh chuyện gì, dù cảm thấy song phương trầm mặc có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ bưng khay bước từng bước nhỏ tiến đến. Nơm nớp lo sợ, đem đồ vật trong mâm từng cái bày ra ở trên bàn trước mặt mọi người, xem ra, dường như ngày bình thường cũng quen thuộc với việc nơm nớp lo sợ như vậy. Đồng tử trình lên chính là một đĩa điểm tâm có hai loại, mỗi loại đều có hai màu đỏ và xanh. Không biết là có mùi vị gì, bên trên đều có hoa văn xinh đẹp, giao thoa lẫn nhau bày trên bàn, làm cho mười phần tinh xảo. Đồng nữ trình lên thì là một đĩa quả hồng màu hỏa tinh, một đĩa chỉ có ba quả, bên cạnh đặt vào ống tre nhỏ để mà hút nước. Tống Du cúi đầu nhìn một chút, nhịn không được nói ra, bây giờ Hòa Châu đại loạn, dân sinh gian khổ, chư vị đạo trưởng ở bên trong đạo quán này lại trôi qua thật thoải mái à. Trong lúc vội vàng, quả hồng có thể được hái, ống tre cũng lấy được, nhưng mớ điểm tâm này lại phải làm tốt từ sớm. Không chỉ có phải làm tốt từ sớm, nhìn trình độ tinh xảo này, còn không phải người bình thường có thể làm ra được. Đạo hữu đến đây bái phỏng, chúng ta xem đạo hữu như là khách quý, cũng lấy chi lễ khách quý đối đãi, đạo hữu vì sao vô lễ như vậy? Vĩnh Dương chân nhân lông mày dựng lên, lại ngay cả nổi giận cũng chọn lấy biểu hiện tiêu chuẩn. Không phải là tại hạ vô lễ, thực tế là các vị dù kiệt lực che giấu, nhưng một thân oán niệm chi khí âm quỷ tà ác, thực tế không giả được. Các vị sở tu đạo pháp cùng với yêu đạo lôi thanh quan kia đều là cùng chung gốc rễ, tu luyện đến bây giờ. Hiện tại quả là không biết đã hại bao nhiêu nhân mạng, thực tế không phải chi lễ khách quý thì có thể che giấu. Tống Du lắc đầu nói với bọn hắn, tại hạ lần này hành tẩu Hòa Châu, chảm, yêu trừ ma, cũng trừ gian tà, không có gặp phải cũng đành thôi, đã gặp phải các vị, nếu là cứ thế mà đi,
suy nghĩ làm sao có thể thông suốt. Mọi người nhất thời liền hiểu được, nhiều lời đã vô ích. Chỉ có một tên đạo nhân trung niên nhìn chằm chằm Tống Du hỏi, này sư huynh Bình Phương Tử hiện tại như thế nào? Chết rồi. Vốn hai đồng tử đồng nữ là nơm nớp lo sợ nghe thấy bọn họ nói chuyện, lúc này mới kịp phản ứng, nhất thời còn sợ hơn, sắc mặt trắng bệch, thân thể đều đang phát run. Tay bưng khay cũng đang run, dáng chống đỡ lấy đem một đĩa điểm tâm và đĩa quả hồng sau cùng đặt ở trên bàn đạo trưởng ngồi ở sau cùng, dáng chống đỡ lấy đứng lên, cất bước rời đi. Chỉ cảm thấy giờ phút này ánh mắt của hai bên đều giống như có thực chất, biến thành những đường kẻ nếu chạm vào sẽ chết, giao thoa trong không trung mà mình phải bước qua chúng. Tống Du không vội, kiếm khách cũng không vội, hai người đang chờ đạo đồng rời đi. Mèo Tam Hoa cũng đứng ở trước mặt Tống Du, chỉ dùng chân sau đứng thẳng, hai chân trước thì đặt lên bàn. Mặt hướng về phía mấy tên đạo nhân trung niên, ánh mắt linh động đổi tới đổi lui, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ nghe một tiếng đập vang, bành, chính là tên đạo nhân trung niên vừa rồi hỏi thăm Tống Du về quán chủ Lôi Thanh Quan như thế nào kia. Còn không để ý đến hai đạo đồng còn chưa rời khỏi, hoặc là đang muốn thừa dịp hai đạo đồng còn chưa rời đi, đưa tay vỗ bàn. Nhất thời không khí trong điện đều giống như vặn vẹo. Một màn xương đen nồng đậm từ trên bàn nổ ra, chỉ trong nháy mắt liền tán đến không trung. Hô! Nhất thời chỉ nghe tiếng quỷ khóc sói gào. Từ trong màn xương đen này lại chui ra hơn 10 đạo quỷ ảnh. Quỷ ảnh có gầy như que củi, lại mọc ra ngón tay thật dài cùng với móng tay bén nhọn, có con tóc mọc dài, răng nanh chìa ra, có dáng dấp giống như dạ xoa. Trẻ có già có nam có nữ, nói chuyện chậm rãi, kỳ thật chỉ trong chốc lát liền từ bên trong màn xương đen chui ra, rít lên dãy dụa nhào về phía Tống Du. Đổi lại là thường nhân, sợ là căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy Tam Hoa nương nương trước người Tống Du ánh mắt ngưng lại, đồng tử co rụt lại, trong mắt phản chiếu lấy những động tác chậm của đám quỷ ảnh này. Lập tức trong nháy mắt phát lực từ trên bàn nhảy một cái, nếu thả chậm động tác cũng rất là ưu mỹ. Mèo Tam Hoa hít một hơi, há mồm phun một cái. Hết thảy phản ứng cũng chỉ trong nháy mắt. Bồng, một ngọn lửa nóng bỏng nổ tung. Trong điện ánh sáng vốn đã tối xuống, nhất thời đều được hỏa quang chiếu sáng. Diện mạo của mọi người cũng được chiếu lên vàng sáng một mảnh, cảm giác nóng rực dường như đang đập vào mặt, lại gợi lên đạo bào. Ngọn lửa cùng với dương khí đều là thứ khắc tinh lớn nhất của âm quỷ, Tam Hoa nương nương đồng tu âm dương. Linh lực bản thân liền có hai loại âm dương, lại chuyên công hỏa pháp, giờ phút này hai thứ chồng lên nhau, thật khó chịu đấy. Trong số hơn 10 đạo quỷ ảnh, hai đạo yếu nhất gần như trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi, còn lại 4-5 đạo lại lao về trước xa hơn một thước, cũng chậm chậm bị đốt thành tro bụi. Còn lại một nửa ngược lại là sống sót, nhưng cũng đều bị ngọn lửa thiêu đến kêu đau vặn vẹo không thôi, vội vàng thay đổi thân hình, lấy tốc độ nhanh hơn so với lúc đến rụt lại về sau. A, à, tên đạo nhân trung niên kia nhất thời kinh hãi, gần như đồng thời. Xùy, bảo kiếm của kiếm khách bên cạnh đã ra khỏi vỏ, trên thân kiếm phủ đầy hàn xương, lóng lánh sáng ngời trắng sáng trong vắt rét cam cam. Rõ ràng sắc trời đã ảm đạm, lại tựa như sáng rõ tất cả mọi người trong điện đều lóa mắt. Một tên đạo nhân trung niên khác vỗ bàn đứng dậy, vung lên ống tay áo. Xoát! Một cơn gió đen đánh úp về phía kiếm khách. Kiếm khách cầm kiếm lách mình vừa tránh, vô cùng nhanh nhẹn, cơn gió đen kia nhất thời đập vào trên bàn nơi hắn đang ngồi lúc ban đầu. Chương 480, trong điện đấu pháp, 2. Suy suy, tiếng vang giống như tiếng đồ ăn thả xuống vạc dầu. Kiếm khách ánh mắt thoáng nhìn, tấm đệm trước đó mình ngồi đã không còn hơn phân nửa. Bàn gỗ cứng rắn ngược lại miễn cưỡng nhìn ra được bộ dáng ban đầu, bên trên cũng mọc đầy bong bóng nhỏ màu trắng dày đặc, đang rất nhanh tan rã. 3. Lại là một tên đạo nhân trung niên cầm lấy đĩa thức ăn trên bàn trước mặt mình lên, đập mạnh vào bàn. Lập tức đập cho bể nát, sau đó hắn vung tay lên, những mảnh vỡ này tất cả đều bay về phía trước. Tốc độ kinh người này sợ là hảo thủ am hiểu ám khí nhất trên giang hồ cũng chưa chắc có thể làm được. Lại chỉ thấy kiếm khách múa trường kiếm, đinh đinh đàng đàng. Trường kiếm chiếu ra tuyết quang, nối thành một mảnh, tựa như ngay cả nước cũng khó có thể dội đến. Tất cả mảnh vỡ đều bị trường kiếm đẩy ra, hoặc là tại chỗ hóa thành bột mịn, hoặc là nứt vỡ bắn tung tóe. Đánh vào trên cây cột bên cạnh, cũng đều khảm đi vào, khảm đến không sâu, nhưng cũng không rơi xuống. Một mảnh sau cùng, kiếm khách lại không bổ ra,
mà chính là dùng thân kiếm nằm ngang co lại. 3. Mảnh vụn này liền hướng về phía đạo nhân trung niên phía trước bay đi. Đạo nhân trung niên con mắt nhất thời trợn to, có lòng muốn tránh, có thể hắn cũng không phải là hiệp khách giang hồ, dù cho biết chút đạo pháp, lại nơi nào né tránh được. Chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm, rắn rắn chắc chắn đánh vào người. Dù sao mặc đạo bào trên người nên nhìn không ra vết thương gì, chỉ nghe thấy hắn kêu thảm một tiếng, đau đến sắc mặt nhăn nhó, dùng tay che lấy phần bụng, chờ một lúc, đạo bào liền bị máu huyết chậm rãi thấm đỏ. Kịp phản ứng, kiếm khách đã đến trước mặt. Xùy. Trường kiếm quét ngang mà qua, kiếm quang kia thật sự trắng như tuyết, lại sáng như điện. Ngẫu nhiên gặp trên giang hồ, ngõ hẹp gặp nhau, cho dù là người tu hành trong huyền môn, chỉ cần vẫn là nhục thể xác phàm, không có bản sự khác bảo mệnh, lại có mấy người dám nói có thể giữ được mạng sống dưới kiếm của Thư Nhất Phàm. Phốc. Chỉ một kiếm này xẹt qua, liền có hai người bị phế hầu. Đạo nhân hô xương gọi ra âm quỷ, đạo nhân bắn mảnh vỡ về phía kiếm khách, cái cổ với máu tươi đều phun ra. Hai tên đạo nhân thật đúng là cho mình là đao thương bất nhập. Bất quá là đao không đủ nhanh, lực không đủ mạnh a. Chỉ có một tên đạo nhân trung niên khác cơ linh cẩn thận, lúc đầu cũng bị kiếm khách tính xong, đặt vào phạm vi trường kiếm quét ngang. Chỉ là đạo nhân này sớm từ trong ngực móc ra một miếng vải đen hướng trên thân bao bọc một cái, thời điểm trường kiếm trong tay kiếm khách đảo qua ngược lại không trở ngại chút nào. Giống như là chém qua miếng vải đen cùng với đạo nhân bên dưới miếng vải đen này, lại giống là chỉ xẹt qua không khí, không có chém được bất kỳ vật gì. Đợi đến khi kiếm đảo qua, miếng vải đen vẫn tốt, đạo nhân phía dưới cũng vẫn tốt. A, à, kiếm khách cười lạnh một tiếng, cũng không kinh ngạc. Với kiến thức của hắn, tất nhiên nhận ra đây cũng không phải là pháp thuật kinh khủng gì. Chỉ là kỹ năng thường gặp của những kẻ lừa đảo trên giang hồ, chỉ là không nghĩ tới, ảo thuật giang hồ thường gặp này lại cứu tên này một mạng. Soát, bảo kiếm lại vung lên. Đạo nhân trung niên ngắm lấy, một bên lui lại tránh né, một bên vội vàng nâng miếng vải đen lên, lại chặn lại. Trường kiếm lần nữa chặt vào hư không. Chỉ là tên đạo nhân trung niên này còn chưa kịp cảm khái mình lại tránh thoát một kiếp, cũng chưa kịp dùng pháp thuật khác để phản kích, liền cảm thấy chân một trận kỳ quái. Cả người một chút cũng không thể trèo chống đứng vững, thẳng đến khi hắn mang theo hoảng sợ trong quá trình ngã sấp xuống, đau đớn trên đùi mới truyền tới. A, à, đạo nhân trung niên nhất thời kêu đau không thôi, mà hắn chỉ thấy được sự lạnh lùng trên mặt kiếm khách. Phảng phất đang nói với hắn, muốn luyện trò xiếc, ngươi liền đi khắp nơi trên giang hồ mà biểu diễn, chớ có dùng nó để đả sinh đả tử. Hết thảy tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, gần như cùng lúc đó, trong số mấy tên đạo nhân trung niên đã thất kinh bên cạnh hắn, cũng có một người lấy ra một mảnh vải. Lại là một miếng vải trắng, chỉ thấy hắn hai tay phân biệt nắm lấy hai cái sừng, đối kiếm khách dùng sức lắc một cái. Bồng! Cũng không biết vải trắng này tung ra sẽ là như thế nào, chỉ biết đạo nhân này vừa mới giật đến, liền nghe một tiếng nổ vang, trước mặt mình cũng là hỏa quang đại thịnh. Vải trắng trong tay đã dấy lên ngọn lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa này so với lửa bình thường còn nóng hơn rất nhiều. À, đạo nhân chỉ có thể hốt hoảng đem nó vứt bỏ, mở to hai mắt, trên mặt đã có mấy phần không biết làm sao. Đành phải quay thân hướng ra ngoài điện bỏ chạy một bên cao giọng la lên, vừa nghe tên, hắn đang kêu gọi khôi nhân của mình. Kiếm khách cũng trông thấy ngọn lửa này, cầm kiếm nhìn về phía của tiên sinh, nhưng bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của con mèo tam hoa. Kiếm khách thu hồi ánh mắt, đang chờ đuổi theo, muốn thừa dịp mấy tên đạo nhân này bối rối vô chủ, đã không có thời gian chuẩn bị pháp thuật. Và trong lúc khôi nhân làm chiến lực lớn nhất cậy vào cũng không ở bên cạnh, đem bọn hắn từng tên bắt lấy. Nhưng mà hắn chỉ vừa phóng ra một bước, liền cảm giác có gì đó không đúng, lập tức lực đạo trong nháy mắt chuyển hướng, hai chân đạp lên mặt đất. Vốn nên xông về phía trước, nhưng trong chớp mắt lại bay về phía sau. Ồ! Một bóng đen xoay tròn từ trước mặt hắn bay qua, hung hăng đánh tới vách tường đại điện phía sau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hai chân kiếm khách rơi xuống đất, ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một sợi roi bằng đá to lớn đã đem vách tường đại điện đập vỡ nát, tự thân cũng thật sâu khảm vào trong vách tường. Sợi roi đá kèm theo tay cầm này có lẽ cao gần bằng một người, có eo dày như vậy, tuyệt là không phải người có thể sử dụng. Kiếm khách không khỏi nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy hai tôn tượng thần hộ pháp trong viện trước đó đã có một tôn sống dậy, rời khỏi bục đá, đang chậm rãi thu tay lại mà đứng lên.
nhìn ra được, roi đá vừa rồi chính là nó ném ra. Mà ở bên cạnh nó, một tôn tượng thần hộ pháp khác nắm lấy trường thương cũng đang chậm rãi phục sinh, vặn vẹo cái cổ, hoạt động thân eo, giơ trường thương của nó, từ trên bệ đá cất bước đi xuống. Bành, mỗi một bước dẫm trên mặt đất đều như đại chùy kích địa. Tượng thần cũng là toàn thân da rẻ nứt nẻ, đá vụn bay lả tả rơi xuống, lộ ra chân thân tượng thần bên trong đúc bằng đồng. Đầy người phù văn đều đang phát sáng, kiếm khách lại quay đầu nhìn về phía bên trong. Bên trên roi to đá to lớn đá vụn cũng chậm rãi rơi xuống, bên trong cũng là tính chất kim loại, mà gã lão đạo ngồi ở vị trí chủ vị cũng đã đứng lên, híp mắt, tay bấm pháp quyết. Cuộc đối đầu thực sự chỉ bắt đầu vào thời điểm này. Các bạn vừa nghe xong tập 48 của bộ truyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.